Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Lam Cận liền lên tiếng, không cần anh phải bồi thường đâu. Mà chân anh bị làm sao vậy? Ngày hôm qua chẳng phải là đang còn rất là ổn sao? Dung trước mỉm cười. Bệnh cũ tái phát, trời trở lạnh nên đau nhức đấy mà. Để cất con dao đồ chơi này đi chứ mất công dọa đến mẫu thượng đại nhân nữa. Chân Mộc Tình thầm tức giận, diện mạo của tôi có thua kém gì con Lam Cận đó chứ? mà cho dù nó có chính là cực quang hay lờ di thì nhiều lắm cũng chỉ là một nhạc sĩ ưu tú mà thôi còn chân mục tình tôi tinh thông mọi thứ thậm chí còn biết cả y thuật không biết có bao nhiêu người muốn mời tôi đi chữa bệnh cho họ mà còn phải xem tâm trạng của tôi nữa kìa tôi thậm chí còn nhận được thư thông báo trúng tuyển của học viện cửu châu chỉ cần thông qua một cuộc thi là có thể chính thức gia nhập cục quản lý cửu châu rồi còn con phế vật lam cận kia thành tích cực kém chỉ sợ ngay cả đại học bình thường cũng không thể thi vào được nữa nhưng dựa vào cái gì mà dung trước lại tình nguyện nhìn con phế vật đó mà không chịu nhìn tôi chứ tôi không cam tâm chân lão ra chạy đến quát lên mấy đứa tiểu quỷ bay cư nhiên dám vặt chết cây hoa lan của ta sao mấy đứa bay có biết để dưỡng ra được một góc hoa lan đột biến cực phẩm nó khó khăn như thế nào không lam cận liền phản bác nó khó khăn sao chỉ cần điều chế ra chất gây biến hóa vật lý thì muốn làm cho hoa lan đột biến kiểu gì mà chả làm được ông ta tiếp tục quát lên tiểu nha đầu như ngươi thì biết cái gì còn điều chế chất gây biến hóa vật lý muốn đột biến kiểu nào cũng được hả bộ cô nghĩ cô chính là thiên tài hóa học vật lý trong truyền thuyết kia sao chân vũ vi liền mách lẽo ông nội cô ta là người của lam gia cô y tới quấy rối đó người của lam già à? à tôi nhớ ra rồi cô chẳng phải chính là nha đầu lam gia không học vấn gì đó sao nghe nói thành tích học tập quá kém còn bị đuổi học có phải không cái này cũng khó trách cái gì cũng không hiểu biết mà cứ thích khoe khoang may cô không phải cháu gái tôi bằng không tôi nhất định phải treo giò cô lên đánh cho một trận rồi dung trước lên tiếng ông chân nói chuyện cẩn thận chút đi lan phỉ thúy của ông tôi bồi thường là được chứ gì bồi thường ha ha được thôi vậy tôi cũng không làm khó các người chỉ cần các người đền lại cho tôi chậu lan phỉ thúy giống y đúc như vậy là được Dung trước liền lấy điện thoại ra gọi. Alo chỗ tôi đang xảy ra chút chuyện, cần một chậu lan phỉ thúy cực phẩm. Cậu hãy chạy với tốc độ bàn thờ để đem đến Liên Xuân Viên một chậu nhanh nhất có thể đi. Lam cận liền giật lấy điện thoại, không cần anh để nâu. Như thế này đi, một chậu giống như vậy thì tôi không thể có được. Chi bằng tôi bồi thường cho ông một chậu lan tố hà quan đỉnh và cộng thêm một chậu lan phỉ thúy nữa được không? Cùng lúc đó tại công ty của Dung Tranh, anh đang tiến hành cuộc họp với các cổ đông, bỗng điện thoại reo lên, Dung trước gọi đến. Anh liền bắt máy chỗ mẫu thượng đại nhân đang xảy ra chút chuyện, Cần một chậu lan phỉ thúy cực phẩm, anh hãy chạy với tốc độ bàn thờ để đem đến Liên Xuân Viên một chậu nhanh nhất có thể đi. Anh thầm nghĩ, cái gì mẫu thượng đại nhân à, được anh đi tìm ngay. Tắt điện thoại, anh nói hội nghị kết thúc và nhanh chóng xoay người bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của nhân viên. Gì kỳ vậy? Hội nghị xuyên quốc gia lần này Lam tổng coi trọng như vậy cư nhiên lại muốn chấm dứt sớm vậy sao? Không biết có chuyện gì mà lại quan trọng hơn hội nghị lần này thế nhỉ? Trở lại quán ăn mọi người liền bàn tán. Chẳng phải tập đoàn Lam thị sắp phá sản rồi hay sao? Tố Hà quan đỉnh chính là cực phẩm hoa lan cao cấp nhất, cô ta bồi thường có nổi không? Tố Hà Quang đỉnh năm trước ở hội nghị đấu giá bán ra với giá giao dịch là 20 triệu, trời ơi, loại lan này mà cũng dám nói lung tung được à, bộ coi người khác là thằng ngu hay sao vậy? Chân lão ra liền nói, tôi nói cô nghe này nha đầu Lam gia, ông nội với cha của cô dạy cô khoác lác với người khác như vậy sao? Bọn thanh niên này quả là mạnh miệng không sợ bị thụt lưỡi hay gì. Đương nhiên rồi ông nội, nó là con phế vật khoác lác nhất Lam gia mà. Hỏng chừng nó còn không biết Tố Hà Quang đỉnh chính là cực phẩm hoa lan trí cao vô thượng nữa đấy chứ, thôi đừng mơ tưởng tới Tố Hà Quang đỉnh nữa, cô tìm không có ra đâu hiện tại tôi chỉ muốn một chậu lan phỉ thúy giống y hệt cái chậu đã bị vỡ này thôi lam cận cười nhạo yêu cầu của cô có vẻ hơi quá mức rồi đấy giống như đúc tôi lấy đâu ra bất ngờ có tiếng nói bên ngoài vọng vào ông già họ chân kia ông có còn muốn giữ thể diện không vậy ra cái đầu rồi còn đi ăn hiếp một con bé học cấp ba chuyện này mà truyền ra ngoài không sợ bị người ta chê cười hay sao ông dám ức hiếp tiểu cận nhà chúng tôi tôi sẽ không để ông yên đâu đúng như vậy không để ông yên đâu hướng lão ra liền nói còn không phải chỉ là một chậu lan phỉ thúy thôi sao có gì ghê gớm đâu Chỗ tôi còn có một chậu lan hồ điệp, bồi thường cho ông đó, ông dám lấy không?" Trong lòng ông thầm nghĩ. Chậu lan đó năm ngoái tôi đã phải bỏ ra 5 triệu để mua nó ở hội đấu giá, vì nha đầu Lam Cận coi như là quá tiện nghi cho lão chân này rồi đó. Không nói nhiều, tôi chỉ muốn một chậu lan phỉ thúy giống như chậu này mà thôi, còn sợ mình không phải là người mua sao? Rõ ràng lan hồ điệp của tôi còn cực phẩm hơn lan phỉ thúy của ông đấy, hơn nữa chúng tôi bây giờ biết đi đâu để tìm cho ông một chậu lan phỉ thúy giống y như vậy đây? Cái đó tôi không biết mấy người muốn làm gì đó thì làm, tôi muốn một chậu y như vậy. Lam Cận liền suy ngẫm, cô lên tiếng, "Tôi thấy như vậy đi, tôi sẽ sai người đưa 10 chậu lan phỉ thúy tới đây. Ông cứ chọn đại một chậu tựa tựa giống như vậy đi được không?" Ông ta nói to, "Được đấy có bản lĩnh thì đem hết 10 chậu lại đây đi." Lòng ông ta ngẫm nghĩ, còn nhỏ tuổi mà láo thiệt, để tôi xem cô có lấy được một chậu hay không chứ đừng nói là 10 chậu, xem tôi sẽ cười nhạo các người như thế nào nha. Lam Cận lấy điện thoại ra, "Để tôi đi gọi điện thoại. Đúng rồi, tôi muốn xác nhận là một lần cuối là ông thật sự không lấy Tố Hà Quang đỉnh đúng không?" Chân Vũ Vi cười phá lên, "Ông nội đừng có nghe nó nói." nó là chúa bốc phét đấy nào làm gì có ai có thể lập tức lấy ra được 10 chậu lan phỉ thúy cơ chứ đừng nói là mấy chậu lan của cô ta là làm bằng giấy nhà lan phỉ thúy tôi phải mất 2 năm mới nuôi dưỡng được nhiêu đó bốc phét thì cũng phải có bài bản một chút chứ loại người này chỉ sợ ngay cả lam dung trước cũng nhịn không được mà lộ ra ánh mắt chán ghét khinh bỉ cô ta cho mà xem nhưng trái với suy nghĩ của trần mộc tình dung trước nhìn lam cận với ánh mắt yêu thương chiều mến cô ta thầm tức giận tại sao lại như vậy chứ chẳng phải bọn đàn ông đều phải thích mình mới đúng sao trước kia chỉ cần nơi nào có tôi xuất hiện thì mấy đứa con gái khác đều sẽ bị giặt ra ngoài hết nhưng con lam tiện nhân này đã liên tục hai lần khiến cho tôi bị dính phải cái loại đãi ngộ lạnh nhạt này chân mục tình thầm nghĩ quả nhiên là bọn đàn ông ai cũng thích mình duy chỉ có dung trước là ngoại lệ nhưng một người đàn ông càng khinh thường tôi tôi càng thích trước đây là tần ẩn và bây giờ là dung trước hai người đàn ông đẹp trai này sớm muộn gì tôi cũng sẽ chinh phục họ một người phụ nữ tuyệt vời như tôi cũng phải nên lập một dàn hậu cung như trong tiểu thuyết hay viết mới đúng bất ngờ mọi người ngạc nhiên một anh thốt lên a à đây chẳng phải là lam tổng sao dung tranh cùng với hai nhân viên bưng chậu lan phỉ thúy bước vào dung tranh liền lên tiếng chân tổng ông xem chậu lan phỉ thúy này được không anh ta thầm nghĩ nếu mà không được nữa thì tôi cũng không thể tìm được cái khác trong thời gian ngắn như vậy đâu cũng may là có một người bạn thích trồng lan vừa vặn có một chậu lan phỉ thúy và nguyện ý bán cho tôi với giá cao chân lão ra nhìn thấy hai mắt sáng rực lên trời ơi chậu lam phỉ thúy này có màu sắc cực đẹp hơn cái chậu của mình nữa ông ta lên tiếng cậu đến thay nha đầu lam ra bồi thường lan phỉ thúy cho tôi sao vâng vẫn hy vọng chân lão đại nhân không chấp tiểu nhân chân mục tình thầm tức giận ngay cả lam dung tranh cũng tới giúp lam tiện nhân kia tại sao ai cũng bu lại giúp cô ta vậy chân lão ra liền tỏ thái độ nhưng nha đầu kia không phải nói là muốn đưa cho tôi 10 chậu lan phỉ thúy cho tôi lựa chọn sao bây giờ mới chỉ có một chậu thôi lệ lão ra tức giận quát lên ông già kia ông đừng không biết điều ở đây nếu không được nữa thì cộng thêm một chậu lan hồ điệp của tôi đi như vậy được rồi chứ chân mục tình lên tiếng nếu lam tổng có thành ý như vậy tự mình đưa tới lan phỉ thúy vậy chúng tôi xin nhận lấy vậy chuyện này coi như bỏ đi lam cận liền cắt ngang đừng có gấp, 10 chậu lan phỉ thúy kia sẽ lập tức đến đây ngay. Cô quay sang nói với Dung Tranh, cảm ơn anh đã giúp tôi. Dung Tranh nhẹ nhàng nói, không cần phải cảm ơn có thể giúp cô là tốt lắm rồi. Lam cận thầm nghĩ, mấy anh em nhà này vì cái gì lại đối tốt với mình như vậy, hơn nữa càng kỳ quái hơn là bọn họ cũng mang họ làm. Trên thế giới này cũng không ai vô duyên vô cớ đối tốt với mình như vậy cả, nhưng mà, ánh mắt của mấy anh em nhà này lúc nào nhìn mình cũng đều sáng rực, rất đổi chân thành và trong suốt, ánh mắt như vậy thì có thể loại trừ khả năng bọn họ tiếp cận mình là có âm mưu quỷ kế, nhưng nếu không có âm mưu gì vậy thì càng làm cho người ta thật không nghĩ ra nổi chân vũ vi lên tiếng nói chị à người ta nói chúng ta đừng nóng vội mười chậu lan phỉ thúy sẽ lập tức đưa đến ngay kìa để tôi chống mắt coi có thật sự là mười chậu lan phỉ thúy hay không nha nếu không thì mắc cỡ lắm nhân viên hốt hoảng chạy vào thông báo chân tiểu thư không ổn rồi bên ngoài bên ngoài có một chiếc xe tải bự trà bá lửa chở quá trời hoa lan cực phẩm đến chân vũ vi hốt hoảng hỏi lại cô nói cái gì bên trong xe một dàn hoa lan muôn sắc màu hiện ra anh tài xế lên tiếng lam tiểu thư tất cả đã được đưa tới mọi người hốt hoảng ôi trời ơi hình như là tôi đã được nhìn thấy tố hà quan đỉnh cùng thiên giật hà rồi phải không còn có băng lan cùng quỹ lan đều là loại thực phẩm nhất tôi cũng vừa mới đến qua một chút hình như thật sự có 10 chậu lan phỉ thúy cơ đấy mẹ kiếp rốt cuộc là đào từ đâu ra vậy một chiếc xe vô cùng đơn giản ở đây sợ rằng phải có giá trị hơn trăm triệu chứ chẳng chơi chân lão ra ngạc nhiên run rẩy thốt lên ôi chu cha mẹ ơi thật sự là có tố hà quan đỉnh sao này thế này sao có thể không phải là hoa giả đó chứ lệ lão ra quát lên giả cái củ lôi cô nghĩ bọn tôi đều mù mắt hả chân mục tình thầm nghĩ có thể nuôi dưỡng ra nhiều hoa lan cực phẩm như vậy trên đời này chỉ có một người đó chính là tiến sĩ hóa học vật lý gia linh chẳng lẽ lam tiện nhân kia có quen biết gia linh sao lam cận tươi cười nói lệ gia gia à chẳng phải ông cũng rất thích hoa lan sao ông có thể tùy tiện chọn một chậu đi ạ lệ lão gia mừng rỡ hai mắt sáng rực lên vậy hả ông cảm ơn cháu nha nhìn vào chậu tố hà quan đỉnh lệ lão gia liền nói ông chọn chậu này nha chân lão gia liền quát lên cái chậu tố hà quan đỉnh này là lam nha đầu nói đền cho tôi mà đến cái con khỉ khô rõ ràng chính ông nói là không cần mà chẳng phải là ông xem thường cận nha đầu chúng tôi không lấy ra được tố hà quan đỉnh cùng lan phỉ thúy đó sao ở đó có 10 chậu lan phỉ thúy kia tới mà từ từ chọn cho đã đi lam lão cùng hướng lão cũng lên tiếng cháu gái bảo bối ông cũng muốn nữa cận nha đầu à ông cũng muốn nữa lão lệ liền nói hai ông không có kinh nghiệm nuôi lan bộ không sợ đem hoa lan cực phẩm về nuôi rồi làm chết nó sao nói cũng đúng nếu nuôi chết thì tội quá lớn đi lam cận vui vẻ nói hay là ông nội và hướng ra nuôi lan phỉ thúy đi lan phỉ thúy giá cũng rẻ nếu nuôi sống thì tốt rồi mà cho dù nuôi chết thì hai ông cũng không cần phải ấy nấy vì dù gì ở đây lan phỉ thúy cũng nhiều mà chân lão ra nghe nói dù sao cũng nhiều giá rẻ và dễ nuôi như hai mũi tên xuyên người tức hộc máu luôn hướng lão ra khoái chỉ nói có thật vậy sao tốt quá tốt quá dung tranh và dung trước buồn bã nghĩ không giúp được mẫu thượng đại nhân thiệt là đau lòng quá đi mẫu thượng đại nhân không cần chúng ta sủng cảm giác chính mình giống như một tên phế vật vậy lam cận liền hỏi chân lão à ông xem trong mớ chậu lan phỉ thúy này có chậu nào tương đối giống với chậu lan của ông không chân lão ra ấp úng nói tôi tôi ông ta thầm buồn bã sớm biết như thế sẽ không chế giễu nó làm gì nếu lúc ấy mình bao dung cho người ta một chút thì bây giờ chậu lan cực phẩm hiếm thấy tố hà quan đỉnh chẳng phải sẽ là của mình rồi hay sao chẳng qua màu sắc của chậu lan phỉ thúy này cũng chỉ là tốt hơn so với của chân mộc tình tặng cho mình thôi mà nói gì thì nói dù gì cũng kiếm lời được ông thở dài nói thôi lấy đại chậu này đi lam cận vui vẻ vâng để con cho người đưa đến chỗ của ông nha bất ngờ có tiếng nói bên ngoài vọng vào đồ ăn ở trung quốc quả nhiên đều là rác rưởi loại đồ ăn này mà cũng bưng lên cho tôi ăn sao ăn xong chắc chắn sẽ bị tào tháo rượt chưa kể còn mắc bệnh nan y nữa chứ thì ra hai thanh niên đang kiếm chuyện với dì diễm đồ ăn trung quốc của các người là rác rưởi những món khó ăn như vậy sao mà các người có thể làm được chứ có phải là dùng chân để làm không vậy đúng rồi đó bây giờ cứ ra thanh toán là biết có bị lừa tiền hay không chứ gì dì diễm thầm tức giận tôi tự nhận là tôi làm đồ ăn cũng tạm được chứ nói nó là rác rưởi thì quá là đáng giận Di Diễm ấm ức nói, tôi không lấy tiền của các cậu đâu, các cậu đi đi. Long Diễm, mày hãy bình tĩnh lại không cần phải chấp nhặt với bọn khách nước ngoài này làm gì, khách hàng chính là thượng đế, một tên lên tiếng. Biết thức thời là tốt, biết mình làm không ra gì không lấy tiền là rất đáng khen. Bất ngờ Lam cận bước đến ngăn hai tên đó lại. Cô thầm nghĩ, những món ăn này bán rất tốt mà, hẳn là Di Diễm đã dồn bao tâm huyết vào để làm ra nó, nên mình tin mùi vị sẽ không quá kém đâu. Hai người nước ngoài này rõ ràng là đang cố ý đến đây để tìm lỗi, bọn họ thật sự khinh thường đồ ăn của Trung Quốc nên mới làm thế cô liền lên tiếng nói còn có một món nữa chưa dọn lên mau cút trở về bàn ngồi cho tôi đi một tên thốt lên hóa ra là một cửa hàng xã hội đen tôi sẽ đi kiện các người lam cận tức giận quát lên nhìn bọn họ kìa dì diễm thẩm nghĩ đúng vậy tại sao tôi phải sợ bọn họ bọn họ rõ ràng là tới gây sự mà đặt mạnh con dao to trà bá lửa xuống bàn dì diễm tức giận quát lên các người ngồi đó chờ tôi đi hai tên đó sợ hãi nói tốt nhất là món ăn đó làm cho chúng tôi thấy hài lòng đi bằng không tôi sẽ đi kiện các người làm cho các người tán ra bại sản cho dù là muốn đi kiện thì các cậu cũng phải ngồi ở đây trước cái đã hai tên nước ngoài thở phào thấy bà là đàn bà tưởng dễ ăn hiếp ai rẻ hung dữ thấy sợ chúng ta cố ý tới gây sự nhưng lại chọc nhầm người rồi làm món ăn xong lam cận bưng ra đặt xuống bàn hai tên nước ngoài thốt lên cái mùi gì mà thơm vậy lam cận liền nói thì cứ ăn thử đi đã tay đưa món ăn lên miệng nếm hai tên đồng thanh thốt lên ôi trời ơi ngon quá đi cả hai liền giành nhau này cái này của tôi phải không được dành miếng cuối cùng này là của tôi mau buông ra lam cận lên tiếng hỏi có biết món này gọi là món gì không bụng căng tròn khuôn mặt thỏa mãn một tên lên tiếng ngoan quá đi gọi là món gì là rau cần xào thịt nạc tên gọi tắt là cầm thú hay còn gọi là cần gầy cả hai ngạc nhiên cần gầy cái tên nghe lạ quá đi dì diễm cầm dao ham dọa tao mau thanh toán tiền đi rồi sau đó biến lam cận cùng dì diễm hà hê khi nhìn thấy hai tên nước ngoài tiêu nghỉu bước ra đúng à quả báo mà ha ha dì diễm tươi cười nói tiểu cận cháu thật là lợi hại đó dì còn chưa từng được ăn món con nấu nữa như vậy là quá hời cho hai tên người nước ngoài kia rồi lam cận liền hỏi Dì Diễm, dì có muốn công việc buôn bán tốt lên không? Đương nhiên là muốn chứ, chỉ cần có thể tốt lên thì dì cũng không cần phải đóng cửa hàng, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ là không tốt lên được, vậy dì đi vào phòng bếp với con. Dì Diễm ngạc nhiên, vào làm gì hả? Lam Cận khẽ cười, vào con sẽ dạy dì nấu ăn. Lam Cận tay cầm dao, cô lên tiếng, món ăn đầu tiên cũng là sở trường của dì cá quế trên sủ, tay cầm chảo đảo liên hồi, ngọn lửa lớn bao trùm cả chảo, hoàn thành món ăn Lam Cận tươi cười nói với dì Diễm, nếm thử đi á di diễm không kềm được nước miếng tuôn ra oa wow, oa wow, thơm quá thơm quá nếm thử một miếng khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc tôi không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy có một cảm giác sung sướng không thể giải thích được và đang mạnh mẽ trào dâng bùng lên trên đầu lưỡi với hương thơm cá tan trong miệng và cả người như một nàng tiên đang bay bổng di diễm liền khen ôi trời ơi cái này cũng ngon quá đi lam cận liền nói bắt đầu từ ngày mai sau giờ học con sẽ đến dạy cho dì nấu món này cho đến khi dì nấu được mới thôi ngày hôm sau tại trường nhất trung quyền châu Lam Cận bước vào bàn thì ngạc nhiên khi nhìn thấy bàn đầy thức ăn, cô thốt lên: "Sao lại thế này?" Dung Lân liền nói: "Để tôi gọi người dọn dẹp giúp cậu." Lam Cận liền ngăn lại: "À chờ một chút." Cô cầm lấy lá thư lên xem, trong thư viết: "Lam Cận, lờ thật xin lỗi, không nghĩ rằng tận thế thực sự là bài hát gốc của cậu." Làm mắt tôi vụng về, tôi chân thành xin lỗi cậu, sau này cậu chính là nữ thần của tôi. Thần tượng của tôi, Lam Cận mỉm cười, tôi sẽ nhận cái thư này. Và chọn vài túi thức ăn giữ lại ăn thôi, còn lại mọi người chia nhau ăn đi. Dung Lân tươi cười nói được, để mình chia cho mọi người mấy nữ sinh ngưỡng mộ thốt lên lam cận chấp nhận lời xin lỗi của chúng ta rồi kìa tôi còn tưởng rằng cậu ấy sẽ không chấp nhận đó chứ lam cận thật ôm nhu không hổ là nữ thần của tôi mà dung lân thầm bực bội lại có thêm nhiều người muốn giành mẫu thượng đại nhân nữa rồi thật không vui chút nào sau này mấy đứa đó sẽ không có ức hiếp cậu đâu cho dù có bị ức hiếp tôi cũng không sợ lam cận thầm nghĩ thật ra cô bạn này cũng rất lo lắng cho mình trước đó mình có nói sẽ dạy kèm cô ấy chắc giờ phải đưa thẳng vào lịch trình hàng ngày của mình luôn rồi reng reng tiếng chuông và học vang lên Thầy Lý lên tiếng, mở sách giáo khoa toán trang 78. Anh ta thầm nghĩ, Lam Cận đồng học hôm nay ngoan vậy, đã bắt đầu chép bài à? Anh ta bước xuống liếc mắt nhìn xuống, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy, ghi ghi chép này là, anh liền cầm lên xem. Quả thật không dám tin, ý tưởng giải đề cư nghiên so với tôi còn mới lạ và khéo léo hơn nữa. Cái này cái này, Lam Cận quả nhiên không đơn giản, em ấy đang ngụy trang là một học sinh kém, hơn nữa cách giải bài của em ấy rất giống với Ma Vương Cận, chưa kể hiệu trưởng luôn có thái độ bảo vệ em ấy nữa. Chẳng lẽ em ấy chính là Ma Vương Cận sao? không được mình không thể bại lộ thầy lý liền khen ngợi em làm giỏi lắm đấy nếu em ấy đã cố ý giấu giếm thì mình phải giúp em ấy giấu giếm phải nhịn thôi sau khi tan học một giáo viên nói với thầy lý lý sâm nghe nói cái vụ đạo nhạc của em học sinh lam cận trong lớp thầy đã được làm sáng tỏ rồi hả là người khác đạo nhạc của lam cận sao suy cho dù không phải là đạo nhạc đi thì chẳng qua nó cũng chỉ biết viết lách vài bài thôi học rốt thế kia tương lai làm gì có tiền đồ nữa thầy lý thầm nghĩ lam cận chính là ma vương cận thành tích học tập của em ấy sao có thể kém được chứ anh liền lên tiếng đáp tốt nhất mấy cái lời như thế này không nên nói sớm như vậy coi chừng đến lúc đó bị vã mặt thì ê chề lắm chẳng lẽ thầy còn tin cậy em ấy thi ra được thành tích gì tốt sao vậy có muốn đánh cuộc không đánh cuộc gì tháng sau là kỳ thi đại học quốc gia và tôi cá rằng em ấy sẽ có thể nổi bật trong kỳ thi đó được thôi ai trong chúng ta thua sẽ từ chức và không bao giờ đi dạy nữa thầy có dám đánh cuộc không quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy đến lúc đó hy vọng cô đừng chơi xấu chị lan chị đánh cuộc với thầy ấy thiệt đó hả vậy chứ cô nghĩ thầy ấy có thể thắng hả không đánh sao biết ai đúng ai sai. Cũng đúng, vậy đến lúc đó tôi sẽ giúp chị làm chứng, thầy ấy có muốn chơi xấu cũng không được, Lam Cận vui vẻ nói. Nè đem về nhà xem đi, nếu có cái gì không hiểu cứ nhắn trực tiếp qua WeChat hỏi tôi là được, nghe đến WeChat dung lân sáng bừng ý tưởng, anh thầm nghĩ. Anh cả, anh hai và anh tư đều có WeChat của mẫu thượng đại nhân, nhưng mình lại không có. Bà miệng, mình cũng muốn có WeChat có mẫu thượng đại nhân nữa, anh liền lên tiếng hỏi. Lam Cận đồng học mình có thể ép WeChat của cậu được không? Lam Cận đồng ý, ừm cậu quét đi, Dung Lân vui sướng nói, thật tốt quá cảm ơn nhiều nha, nhìn thấy điện thoại của Lam Cận Anh thầm nghĩ, ủa sao kiểu điện thoại của mẫu thượng đại nhân là kiểu của 3 năm về trước vậy? Không được, người khác có điện thoại di động loại mới nhất thì mẫu thượng đại nhân của mình cũng phải có. Anh lên tiếng hỏi, Lam Cận đồng học, mình tặng cho cậu một chiếc điện thoại nha, không cần đâu, cái này còn xảy khá tốt mà. Lam Cận thầm nghĩ, cái điện thoại này đã qua sửa chữa, nếu lấy đi bán có giá trị ít nhất cũng 6 con số, bị từ chối. Dung Lân được buồn, còn tưởng rằng có thể tặng điện thoại di động cho mẫu thượng đại nhân được chứ, ai dè nhưng không sao mình có thể kéo mẫu thượng đại nhân vào nhóm sau đó thỉnh thoảng phát lì xì cho mẫu thượng đại nhân cũng được hi hi cùng lúc đó ở quán ăn tập đoàn phản túy di diễm đứng ngoài cửa con bé lam cận nói sẽ đến dạy mình làm đồ ăn không biết khi nào mới tới nơi đây chân vũ vi liền chế diễu nay bà già quán của bà đã hơn nửa năm không có khách còn không lo chuẩn bị đóng cửa quán đi nấu thì dở mà chiếm cái mặt bằng ngay vị trí tốt chị gái của tôi đã sớm thích cái vị trí cửa hàng này của bà rồi tôi khuyên bà nên đóng cửa sớm để nhường chỗ cho chúng tôi đi nếu không lam cận liền cắt ngang lời nếu không thì sao hả di diễm mình cười hỏi tiểu cận con đến rồi đó hả lam cận lễ phép dạ cô quay sang nói với chân vũ vi thật ngại quá đã làm cho chị của cô thất vọng rồi cửa hàng tập đoàn phạm túy chẳng những không có ý định đóng cửa hàng hơn nữa còn tính toán trong vòng một tuần nữa sẽ vượt qua cả liên xuân viên của các người nữa đấy chân vũ vi tức giận cô ta nói bộ tưởng mình là siêu đầu bếp chắc được thôi hẹn một tuần sau để tôi chống mắt lên coi các người sẽ vượt lên tới mức nào nha nói xong cô quay người bỏ đi di diễm liền nói tiểu cận lời cũng đã nói ra rồi lỡ như một tuần sau chúng ta không làm được thì làm sao bây giờ dù sao gia vị của liên xuân viên cũng quá vô địch rồi lam cận khẽ cười nếu liên xuân viên thu hút thực khách bằng mùi hương hấp dẫn vậy thì chúng ta cũng có thể làm như vậy di diễm lo lắng hà trả lẽ con cũng biết điều chế hương liệu sao món ngon thật sự không cần phải dùng đến hương liệu ngay cả khi không dùng bất kỳ loại hương liệu nào con cũng vẫn có thể tạo ra vị ngon tuyệt đỉnh lam cận bước vào bếp cô chế biến món ăn mùi hương bùng nổ bay ra ngoài thực khách nghe thấy liền nháo nhào hỏi ôi trời ơi mùi vị gì mà thơm quá vậy nè Hình như là mùi từ quán bên kia bay qua, chúng ta mau qua đó xem đi, tất cả mọi người kéo nhau bước vào. Mọi người chen chúc hỏi, "Bà chủ ơi, lúc nãy là mùi của món ăn nào vậy? Chúng tôi muốn ăn thử món đó, chúng tôi cũng muốn, chúng tôi cũng muốn." Dì Diễm liền nói, "Có khả năng là các vị đang hiểu lầm rồi, vừa rồi không phải là đang nấu ăn, mà là đang làm nước sốt. Chính là nước sốt thịt bò đấy." "Sốt thịt bò à? Vậy cũng được bán cho tôi một bát sốt thịt bò ăn thử đi, phải đó. Rồi bán cho chúng tôi mỗi người thêm một bát cơm nữa là được." thật ngại quá sốt thịt bò chúng tôi chỉ tặng chứ không bán sau này mỗi lần đến cửa hàng ăn cơm mỗi bàn chúng tôi sẽ tặng một đĩa nhỏ sốt thịt bò miễn phí di diễm thầm nghĩ đúng là một cách bán hàng tốt mà các vị trên bàn đều đã có sẵn thực đơn vị nào muốn thử sốt thịt bò thì mời ngồi mọi người tranh nhau giành bàn ngồi tôi tới trước chỗ này tôi xí trước mà anh đẹp trai không ngại cho em ngồi chung bàn chứ lam cận thầm nghĩ tôi đã nói không ai có thể thoát khỏi mùi thơm thực sự của nước sốt thịt bò cả chỉ là không biết liên xuân viên bên kia hiện tại đang cảm nghĩ như thế nào ha chân vũ vi nhìn thấy liền thốt lên ủa gì kỳ vậy sao tự nhiên kéo hết qua bên kia vậy chẳng lẽ lam tiện nhân kia thật sự có cách làm cho cửa hàng đối diện được khởi tử hồi sinh sao không được mình phải báo cho chị biết liền mới được tại tập đoàn lam thị của dung tranh các nhà đầu tư đã lần lượt rút vốn đầu tư của bộ phim sắp khởi quay của hãng phim lưu thị ngoài ra dự án tiếp theo của hãng phim lưu thị chỉ sợ sẽ bị cắt giảm một nửa tần ẩn liền nói vẫn còn chưa đủ tiếp tục quan sát lưu thị đi tôi muốn cho lưu thị không còn khả năng lăn lộn trong cái giới này nữa dám bắt nạt vợ của tần ẩn tôi thậm chí còn dám nói to là làm cho lam thị phá sản nữa vậy thì đừng trách tôi không khách khí dung tranh nhìn tần ẩn anh ta thẩm mỹ cậu sử dụng nhân viên của tôi còn đoạt cả lời thoại của tôi sao không được không thể để cho ẩn ra đoạt lấy sự nổi bật của mình được anh lên tiếng ngoài ra nghe nói lam thị đang phát triển một trò chơi lớn mới nên cần rất nhiều tiền tôi nghỉ cứ trực tiếp lấy danh nghĩa của tôi đi tôi sẽ rót vốn 200 triệu tần ẩn thẩm mỹ cậu ta có ý gì vậy dung tranh ngẫm nghĩ còn không phải là so với việc sủng mẫu thượng đại nhân sao một tên keo kiệt như cậu sao có thể có được sự sủng ái như tôi." Tần Ẩn liền lấy điện thoại ra gọi Lam Cận, "Alo, tan học chưa? Để làm gì vậy ẩn ra? Không có gì. Tôi sẽ tới đón em và chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn ha, tôi đang ở chỗ mà lần trước chúng ta cùng nhau tới ăn cơm nè. Được, chờ tôi 5 phút nữa sẽ tới ngay." Tần Ẩn liền rời đi, Lam Tổng thật ngại quá, tôi cùng Lam Cận tiểu thư đã có hẹn, cậu không cần mời tôi ăn cơm đâu." Dung Tranh tức tối nói, "Cậu, cậu, anh thầm nghĩ, tôi mà thèm mời cậu ăn cơm má?" À? hơn nữa vì cái gì mà cậu lại có thể trực tiếp hẹn mẫu thượng đại nhân ăn cơm được hay vậy anh cảm thấy mình hoàn toàn thất bại rồi tức chết ta mà tần ẩn cậu đúng là đồ chó chiếc xe dừng lại trước tiệm ăn ngồi trên xe anh ta lên tiếng hỏi đợi tôi lâu không nhìn thấy chiếc xe mới lam cận liền nói anh lại đổi xe nữa hả anh cùng đổi xe đến vậy sao vì em nên anh mới đổi thôi phải không sao tôi nghe nói xe của anh toàn là đi thuê thôi tần ẩn xấu hổ em nghe đứa nào nói vậy để anh và vô mỏ nó coi lam cận trả lời tôi đoán thôi cô thầm nghĩ một người bạn bí ẩn của mình có nói gần đây có một kẻ chuyên gia coi tiền như rác luôn thuê bộ sưu tập xe hơi của cậu ta đừng nói kẻ coi tiền như rác này lại chính là anh ta đó chứ cô liền kéo cửa xe ra tần ẩn liền lên tiếng nếu tôi nói là xe thuê thật thì em có ghét bỏ tôi không anh nói xem hôm nay cửa hàng kinh doanh quá tốt không còn chỗ ngồi nữa rồi đi nơi khác để ăn đi ừ để tôi đưa em về nhà tôi ăn cơm nha tôi sẽ cho em uống nước ép trái cây sau đó tôi sẽ xuống bếp nấu cho em ăn sao cũng được tại biệt thự của tần ẩn anh vào bếp tay thái rau củ chuẩn bị thức ăn lam cận liền hỏi trang viên này đẹp quá đừng nói là cũng thuê đó chứ tần ẩn đáp lại không phải em có thích nơi này không có muốn dọn đến đây ở không lam cận quay đầu mỉm cười cô ngẫm nghĩ phong cảnh nơi này thật sự rất đẹp đúng là nơi sống mơ ước của mình cô nghiêm túc nói chờ khi nào anh theo đuổi được tôi rồi hãng nói làm cho tần ẩn giật mình anh mỉm cười ý là sao là chịu cho mình theo đuổi rồi đó hả vậy thì mình nhất định phải nhanh chóng bắt cô ấy về đây mới được có như thế mới có thể đưa cô ấy về trang viên sống cùng được chứ sau này chúng ta có thể cùng nắm tay nhau bước đi dưới ánh hoàng hôn của mỗi buổi chiều tà rồi cùng nhau ăn cơm cùng nhau làm những chuyện mình thích thậm chí mỗi buổi sáng lười biếng đều có người cùng ngủ nướng chung mải suy nghĩ anh liền cất vào ngón tay anh nhăn mặt lam cận lo lắng hỏi anh có chuyện gì vậy tần ẩn đưa tay vào bồn để rửa anh nói không sao cả nước trái cây của em sắp xong rồi đi lên sofa nằm chơi ngoan đợi một chút nha lam cận nghiêm mặt anh đưa bàn tay ra đây tần ẩn thu tay lại thật là không có việc gì mà lam cận liền nắm lấy tay tần ẩn làm cho anh ta bất ngờ. Cô giơ ngón tay đang chảy máu của anh lên, cái này mà bảo là không có việc gì hả? Anh đi lên sofa ngồi chờ đi, tôi đi tìm băng cá nhân dán cho anh. Tần ẩn ngạc nhiên anh ngẫm nghĩ, hình như có gì đó sai sai, hình như là cô ấy hành động hơi bị ngược lại rồi, như thế nào mà nhìn mình cứ như một cô vợ bé bỏng thế này. Như nhìn hành động ấy của Lam Cận anh mỉm cười, anh đưa tay ra choàng qua eo Lam Cận, ôm choàng lấy cô từ phía sau, cảm giác được cô ấy quan tâm thật là thích, anh lên tiếng, không cần đâu, em chính là băng dán của anh rồi. Lam Cận suy nghĩ, mùi hơi thở mát lạnh thổi vào cổ mang theo chút mùi của khối thuốc lá cảm giác rất quen thuộc cô xoay người lại ôm choàng lấy anh cái mùi này mà để lâu thật dễ khiến cho người ta bị nghiên mất thật giống như kiếp trước đã từng người thấy vô số lần rồi vậy đêm hôm đó sau khi trở về lam cận liền mơ gặp ác mộng giấc mộng rất kỳ quái và rất quỷ dị cô nhăn nhó mồ hôi lạnh tuôn ra khắp khuôn mặt cô mơ thấy chính mình bị tai nạn xe mà chết sau khi chết linh hồn cô phiêu bạt khắp nơi không có chỗ ở cố định tình cờ cô bước vào một phòng nghiên cứu khoa học và thấy có một thiếu niên đầu bạc đang cạm cụi cô thốt lên tại sao tim tôi lại không ngừng đập nhanh khổ sở khi nhìn thấy mái đầu bạc của anh ta như thế giật mình tỉnh giấc lam cận lì khóc giấc mộng này chân thật quá tại sao lại như vậy chẳng lẽ cảnh trong mơ sẽ thật sự xảy ra sao hoặc là đây chính là kiếp trước của tôi chăng ngày hôm sau ở trường nhất trung lam kiều đi phía sau lệ quân tương cô lên tiếng gọi quân dạng tối hôm cậu không ngủ được sao lệ quân tương liền đáp hình như là mình bị chứng mất ngủ anh thầm nghĩ chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu hiện ra đều là hình ảnh lam cận trong ngày họp báo anh liền hỏi lam kiều Ừ, đúng rồi ngày đó Trương Mại cũng có ở trong phòng đàn, sao tôi lại không nghe cậu nhắc đến vậy? Lam Kiều ấp úng. Quân dạng, cậu nghe mình giải thích ngày đó mình, mình, thôi bỏ đi cậu không cần phải giải thích đâu, chuyện của các người tôi chẳng còn hứng thú nữa rồi. Nói xong anh xoay người bỏ đi, Lam Kiều nắm chặt lấy tay anh ta, quân dạng tại sao đột nhiên cậu lại quan tâm đến chị của mình vậy, có phải là cậu cũng thích chị ấy rồi hay không? Lệ quân tương quay lại nói, hay là bởi vì cô ấy biết sáng tác nhạc, biết đánh bi ra cho nên tôi mới thích cô ấy, Lam Kiều thầm nghĩ, ngay cả chuyện lam cận biết chơi pizza cậu ấy cũng biết sao rõ ràng là ở trên mạng đâu có đăng mấy cái tin này người biết đến cũng không nhiều trừ khi cậu ấy cậu ấy cố ý quan tâm đến tiện nhân lam cận kia lệ quân tương giật tay lại rồi quát lên học hành dở như vậy không xứng với tôi đâu lam kiều khẽ cười cũng may quân dạng không thích người học hành lộn lộ xộn nói như vậy là quân dạng vẫn là của mình rồi mọi người nhìn thấy lam kiều thì bàn tán chính là cô ta ngày đó cô ta rõ ràng nhìn thấy lam cận đem khúc nhạc bán cho thần tượng của tôi thế méo nào mà cô ta lại bảo lam cận không hiểu gì về sáng tác phải đó chị của mình xảy ra chuyện cũng không đứng ra hỗ trợ thanh minh em như cục xít vậy lam kiều nghe vậy tức giận quát lên các người nói cái gì đó mấy nam sinh liền bênh vực chẳng phải kiều kiều đã từng giải thích là từ trước đến nay cô ấy chưa từng thấy lam cận chơi đàn hay sao cho nên mới không tin các người bớt ở đó mà nói bậy bạ đi phải đó nữ thần của tôi tâm địa thiện lương nhất lam cận lại là chị của cô ấy sao cô ấy có thể hại chị của mình được chứ hai nhóm bắt đầu đấu khẩu lam kiều kiều và lam cận cũng không phải là chị em ruột thịt thì tình cảm này có thể tốt đến đâu chứ cũng chỉ có bọn nam nhân liếm chó bọn bay mới tin vào con trà xanh này thôi mày ngon nói lại lần nữa coi tao nói là con lam kiều kiều là trà xanh đấy như thế nào mày muốn đánh tao hả mày muốn gì ngon nhào dô đê bỗng có tiếng cục cục vang lên lam cận đứng trên ván trượt lướt ngang qua nhóm nữ sinh thốt lên ôi cận nữ thần thiệt là ngầu quá đi mà lam kiều thầm tức giận lam cận cô đúng là tiện nhân mà lam cận liền dừng lại dung lân bước đến gọi lam cận đồng học bất ngờ một nam sinh khác chen vào lam cận đồng học mình thích cậu làm bạn gái mình nha ê thằng kia tranh ra nữ thần của tao không đồng ý đâu đừng có mơ vậy chứ mày dựa vào cái gì mà có quyền trả lời thay cô ấy chứ bộ cả nhà mày đều là đại lão hết hả ghê gớm đấy ha ha chỉ bằng tao là dung lân anh cả tao là dung tranh anh hai tao là dung trước anh ba tao là dung hoặc anh tư tao là dung nịch thì mày chết miệng mày rồi đừng mơ mà trêu vào nhá chính là ghê gớm thế đấy lam cận nhìn chẳng thốt nên lời cô ngẫm nghĩ đúng là một đám trẻ trâu mà tôi cảm thấy cậu có thể làm vệ sĩ cho tôi được đấy dung lân vui sướng thiệt hả trời ơi đây không cần đồng lương nào đâu nha gâu 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 mình đã trở thành vệ sĩ của mẫu thượng đại nhân rồi thiệt là vui quá đi lam cận mỉm cười hỏi dung lân cậu có từng nuôi chó husky không không có mà chuyện gì á không mà sao thấy giống thế không biết dung lân khoái chí mẫu thượng đại nhân là đang khen mình đó hả trời hi hí. ở một khung cảnh khác dung tranh đứng trước của bấm chuông dì lâm bước ra hỏi han dung tranh sau hôm nay cháu lại có thời gian đến đây vậy dì lâm cháu đến thăm tiểu bác em ấy gần đây có khỏe không gì cũng ổn lần trước gì có mua cho nó một cái túi thơm ở ven đường thấy hiệu quả cũng không tồi giờ tối nào nó cũng ngủ ngon giấc hết á dung tranh ngạc nhiên túi thơm gì cơ trong phòng mặc cửu bác đang ngồi trên giường đọc sách dung tranh cùng dì lâm mở cửa bước vào tiểu bác anh dung tranh tới thăm con nè nhìn thấy dung tranh cửu bác vui vẻ gọi anh dung tranh nghe gì nói gần đây em ngủ khá ngon hả cửu bác dạ lên một tiếng rồi lấy ra một chiếc túi anh dung tranh cho anh coi cái này nè cái này là mẹ em mua cho em hiệu quả siêu tốt luôn hiện tại em chỉ cần ngửi mùi hương của nó thôi là đã có thể ngủ được rồi phải công nhận túi hương kia quả thật rất thần kỳ cửu bác mấy ngày nay cũng yên tĩnh đến lạ không có đập loạn đồ đạc nữa dì vốn định đi đến cảm ơn người bán kia nhưng phát hiện thấy người ta không còn bày quán bán ở đó nữa cầm chiếc túi lên xem dung tranh ngạc nhiên thốt lên túi thơm vong ưu nghe đâu là túi thơm vong ưu giả chỉ bỏ ra 500 đồng đã mua được rồi lúc mua gì cũng không ôm hy vọng gì nhưng không nghĩ tới thật đúng là có hiệu quả dung tranh liền hỏi dì lâm mua ở đâu có nhớ không chỗ đó là một quầy hàng ven đường trên đường phố phía đông một cô gái trẻ mặc áo choàng bán dung tranh đưa lên mũi người anh ngạc nhiên thốt lên cái này có vẻ như là túi vong ưu thật đấy tập truyện đến đây kết thúc rồi nếu thấy hay cho mình xin một like một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng